Chào mừng quý vị đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2017 với những nội dung chính như sau. Hoa hậu Phương Nga cương quyết im lặng tại tòa. Thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cháy nổ dữ dội kho gần cảng Sài Gòn. Truy bắt nghi phạm đâm chết du khách người Mỹ ở phố Tây. Đôi tình nhân treo cổ tử vong trong phòng trọ. Iraq sẽ sớm chính thức công bố chiến thắng hoàn toàn tại Mosul. Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 6, sau hơn 3 giờ xét xử, chủ tọa phiên tòa bất ngờ công bố nghỉ phiên tòa trong buổi chiều. Tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 6 tới. Suốt phiên xử, bị cáo Trương Hồ Phương Nga, 30 tuổi ở Hà Nội, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Nữ bị cáo nhiều lần khẳng định sẽ sử dụng quyền im lặng của mình không khai báo gì thêm. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung tiếp tục bác cáo trạng và cho rằng mình bị điều tra viên ép buộc. Phiên tòa hôm nay, ông Cao Toàn Mỹ bị hội đồng xét xử và cơ quan công tố chất vấn, hỏi về khoản tiền 16,5 tỷ và mối quan hệ với nữ bị cáo Trương Hồ Phương Nga. Luật sư Phạm Công Hùng, bào chữa cho Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cũng đặt nhiều câu hỏi với ông Mỹ. Ông Cao Toàn Mỹ khẳng định, nhiều lần đi nước ngoài cùng Nga, ở cùng khách sạn nhưng không cùng phòng. Ông nói đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, không phải tình cảm trai gái. Sẽ thanh tra toàn bộ đất quốc phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin được Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin tại buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 23 tháng 6. Theo Thượng tá Lê Chim, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh dừng tất cả các hạng mục hoạt động tại sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra và báo cáo lên Thủ tướng. Thượng tướng Lê Chim cũng cho biết, dự án sân golf bên trong sân bay Tân Sơn Nhất được triển khai từ năm 2007, được 8 bộ và Thủ tướng phê duyệt. Đây là vấn đề do lịch sử để lại và phải bắt tay vào giải quyết và Bộ Quốc phòng ưu tiên phát triển hàng không dân dụng. Ông Chim cũng cho biết, đất quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, lịch sử để lại từ xa xưa cũng có nhiều vấn đề. Theo chỉ thị của Thủ tướng, Bộ đang thanh tra toàn bộ đất quốc phòng trên địa bàn. Chỗ nào cần sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng thì giữ lại. Cái nào không sử dụng, theo yêu cầu của thành phố thì bàn giao cho Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế. Thượng tướng Lê Chim cũng khẳng định, Bộ Quốc phòng có chủ trương quân đội không làm kinh tế, tập trung vào xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tất cả các doanh nghiệp quân đội phải cổ phần hóa, thoát vốn hết, cái nào phục vụ quốc phòng làm quốc phòng. Hiện nay các doanh nghiệp quốc phòng ở thành phố không nhỏ, chúng tôi kiên quyết làm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Khoảng 23 giờ khuya ngày 22 tháng 6, một vụ cháy lớn xảy ra trong nhà kho ở gần cảng Sài Gòn, khu vực giao lộ Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã huy động tổng lực, cả tàu chữa cháy có mặt ở hiện trường. Theo một người dân, lúc đầu họ phát hiện cháy nhỏ, nhưng khoảng 30 phút sau, lửa bốc cao hơn 100 mét, kèm nhiều tiếng nổ liên hồi, mọi người chạy tán loạn. Đến khoảng 1 giờ 20 phút, lửa theo cơn gió mạnh đang liếm vào nhà dân và 4 dãy nhà kho kế cận. Lửa đang bốc lên dữ dội, cột khói cao hàng trăm mét, điện bị cắt toàn khu vực. Cảnh sát và dân phòng đập cửa nhiều nhà, yêu cầu dân di dời khẩn cấp. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, đám cháy đã được dập, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước dập lửa tàn. Đại tá Lưu Tấn Bủ, giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ cháy có khả năng phát ra từ một kho sơn vừa nhập hàng. Tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi hàng hóa trong 5 nhà kho trên diện tích khoảng 5.000 m². Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ một nam du khách người Mỹ bị đâm chết tại khu vực phố Tây, phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn và tiến hành truy bắt. Trước đó, vào lúc 20h50 ngày 21 tháng 6, nam du khách Benditon Marcel Steven, sinh năm 1995, quốc tịch Mỹ đi chơi tại khu vực phố Tây thì phát sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên người Việt. Sau khi cãi nhau, du khách Mỹ bỏ chạy vào hẻm 186 đường Bùi Viện nhưng bị nam thanh niên người Việt đuổi theo đâm dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 22 tháng 6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân đôi tình nhân cùng tử vong trong một phòng trọ ở khu phố 1, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Nạn nhân được xác định là anh NTN, 27 tuổi, ngụ tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, và HNT, 26 tuổi, ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bến Tre, vào khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2017, bà D, người dân gần khu nhà trọ, đến phòng trọ của N và T để đòi tiền mua bánh kẹo. Khi đến nơi, thấy cửa nhà không khóa nên kéo cửa mở ra thì tá hỏa phát hiện cả N và T đều đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bến Tre và ngành chức năng đã nhanh chóng đến phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc. Qua công tác khám nghiệm điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện tại hiện trường có bức thư tuyệt mệnh. Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm trên, N chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện trên khung cửa sổ của phòng trọ. Còn T được phát hiện tử vong trong tư thế nằm sấp dưới nền phòng trọ. Trên cổ nạn nhân có quấn sợi dây điện. Theo một số người dân địa phương, N đã có vợ và đã ly hôn. Sau đó, N quen T. Cả hai đã tới khu nhà trọ này thuê sống chung cách nay khoảng hơn một tháng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm qua 22 tháng 6 tuyên bố việc giành lại thành phố Mosul từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sẽ chính thức được công bố trong một vài ngày tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, ông Abadi khẳng định quân đội Iraq sắp giải phóng hoàn toàn thành phố lớn thứ hai nước này, từng là căn cứ địa quan trọng nhất IS tại Iraq trong suốt 3 năm qua. Quân đội Iraq trước đó cùng ngày cho biết các lực lượng đặc nhiệm đang tiến vào trung tâm thành cổ, nơi ẩn náu cuối cùng của IS ở Mosul. Các tay súng khủng bố hôm 21 tháng 6 đã phá hủy thánh đường Jan al-Nuri ở Mosul và tháp biểu tượng Al-Habba. Thủ tướng Iraq tin rằng việc IS tự phá hủy biểu tượng tôn giáo của chúng có nghĩa là chúng đã hoàn toàn bất lực. Còn thiếu tướng quân đội Mỹ Joseph Martin đã gọi việc IS phá hủy công trình tôn giáo lịch sử là tội ác chống lại người dân Mosul và đất nước Iraq. Thủ tướng Iraq cho biết thêm sẽ sớm thông báo chiến thắng cuối cùng ở chiến dịch giải phóng tỉnh Nivavat, đặc biệt là thành phố chiến lược Mosul. IS đã phá hủy thánh đường Hồi giáo, nơi chúng đã tuyên bố thành lập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo. Theo cách đó, IS đã thừa nhận thất bại. Truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết, một ngày sau cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Trung, Triều Tiên thực hiện tiếp một vụ thử động cơ tên lửa. Mỹ tin rằng động cơ tên lửa này là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Động thái thử động cơ tên lửa của Triều Tiên đến ngay sau khi Mỹ và Trung Quốc thống nhất kiềm chế các chương trình hạt nhân tên lửa Triều Tiên. Mỹ tiếp tục thúc giục Trung Quốc tăng áp lực kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên. Được biết, tên lửa ICBM có tầm bắn tối thiểu 5.500 km, một số có thể bắn tới 10.000 km hoặc xa hơn. Trong khi lục địa Mỹ cách Triều Tiên khoảng 9.000 km, cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cảnh báo nếu để mặc Triều Tiên thì chuyện nước này sở hữu tên lửa ICBM mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới nước Mỹ là chắc chắn. Ông Trump từng đe dọa có khả năng xảy ra xung đột lớn với Triều Tiên, mọi khả năng đều được cân nhắc. Tuy nhiên, tới thời điểm này, phương án sử dụng sức mạnh quân sự vẫn không được ủng hộ. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào bản tin lần sau. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh BLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.